Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay, thứ hai ngày 25 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở huyện Nho Quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả cả về số lượng và chất lượng. Qua đó đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Năm 2020, các mô hình dân vận khéo đã thực hiện hiệu quả tiếp tục được triển khai nhân rộng như mô hình vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi trong sản xuất nông nghiệp ở xã Đồng Phong, tổ hợp tác chăn nuôi hươu sao, nuôi bò xã Cúc Phương, mô hình thắp sáng đường quê của Đoàn Thanh niên huyện, đường hoa phụ nữ của Hội phụ nữ huyện. Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo cấp xã, các cơ quan đơn vị tiếp tục đăng ký 34 mô hình trên các lĩnh vực. Trong đó có 12 mô hình dân vận khéo về lĩnh vực kinh tế, 15 mô hình về lĩnh vực văn hóa xã hội, 4 mô hình về lĩnh vực an ninh quốc phòng, 3 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình với nội dung cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Mùa hè năm nay dự báo là nắng nóng cực điểm. Đây là yếu tố khó khăn cho chăn nuôi thủy sản, nhất là thủy sản nước lợ. Lường trước những bất lợi đó, huyện Kim Sơn đang tập trung các giải pháp phòng chống nóng cho con nuôi này. Với gần 4 mẫu đầm nuôi tôm thẻ và kinh nghiệm hơn 10 năm sản xuất, ông Đỗ Mạnh Chí luôn xác định thời điểm này phải đối diện với nắng nóng, độ mặn trong đầm tăng, trong khi tôm và các con nuôi thủy sản nước lợ lại rất mẫn cảm với thời tiết. Do chuẩn bị sẵn sàng các phương án, điều kiện, phương tiện nên các giải pháp khắc phục được triển khai kịp thời. Về mùa nắng nóng thì tôi quan tâm nhất là con vật nuôi ở cái mùa này là phải tăng cường để sục khí này, rồi nâng mực nước lên trung bình là tầng 12 trở lên để chống nắng cho tôm. Kim Sơn hiện có gần 2.000 hecta nuôi trồng thủy sản bãi ngang, trong đó tôm, ngao là hai con nuôi chủ yếu. Từ tháng 4 đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với đó là dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ nuôi thả và tốc độ sinh trưởng của con nuôi. Để chủ động chăm sóc, bảo vệ các loài thủy sản trong mùa nắng nóng, Kim Sơn chỉ đạo ngành chức năng và các xã có diện tích nuôi trồng thủy sản, cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, giám sát và hướng dẫn các hộ nuôi tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật, tuyên truyền cho hộ dân hiểu rõ sự cần thiết phải triển khai các biện pháp chống nóng. Cái nắng nóng này nó sẽ làm tăng cái nhiệt độ nước và đối với con nuôi thủy sản là động vật biến nhiệt. Thì nếu mà nhiệt độ tăng cao quá thì thường thì đối với tôm, cá thường sẽ bỏ ăn. Và khi mà cái nhiệt độ nước tăng cao thì cái quá trình trao đổi chất của con tôm nó cũng sẽ tăng lên. Và cái lượng chất thải ra nhiều và dễ gây ô nhiễm môi trường. Khi mà quá trình nắng nóng kéo dài và nhiệt độ nước tăng cao ấy, thì con tôm rất dễ bị bệnh và dẫn đến chết hàng loạt. Nhiều ngày qua, nắng nóng kéo dài, độ mặn trong ao đầm tăng, nguy cơ thủy sản bãi ngang chết hàng loạt là khó tránh khỏi. Bởi vậy, chính quyền các xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đối phó. Hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức các cái tổ công tác để đi kiểm tra, rồi nắm lại tình hình sản xuất, đặc biệt là thống kê theo dõi sát cái lượng tôm trên các ao nuôi và cái thời gian nuôi thả của từng ao nuôi. Đối với cái công tác phòng chống dịch bệnh thì Ủy ban nhân xã cùng với các ngành đã tiếp nhận và cấp phát cái hóa chất TC01 cũng như là khuyến cáo người dân sử dụng các chất vi sinh mà tăng cường cái kháng thể cho tôm trong cái vụ nuôi. Tăng lượng nước trong đầm làm giảm nhiệt độ, quạt mát, sục khí tăng oxy, che lưới, chế độ thức ăn, bổ sung chất khoáng được triển khai kịp thời trong những ngày nắng vừa qua, nên hiện tại thủy sản vùng bãi ngang vẫn đang sinh trưởng và phát triển tốt. Thời gian tới, tình hình thời tiết còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, kèm theo các đợt mưa, nguy cơ dịch bệnh trên các loài thủy sản tiếp tục phát sinh và lây lan là rất cao. Do đó, các hộ nuôi thủy sản cần quan tâm theo dõi dự báo thời tiết, chủ động trong việc ứng phó để giảm thiệt hại. Để giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế, huyện đoàn Nho Quan đã triển khai các hình thức hỗ trợ vốn một cách sâu rộng, hiệu quả, thiết thực.
Xuất phát từ thực tế có nhiều đoàn viên thanh niên mong muốn lập thân lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương, nhưng do thiếu vốn nên hầu hết các mô hình sản xuất kinh doanh chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ. Trước tình hình đó, huyện đoàn Nho Quan đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức các lớp tập huấn về quản lý nguồn vốn vay và giải ngân vốn cho đoàn viên thanh niên. Đến nay có tổng 74 tổ vay vốn tiết kiệm do đoàn thanh niên quản lý với tổng dư nợ 92,7 tỷ đồng. Trong năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nay, huyện đoàn đã tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận thêm nguồn vốn 120 của Trung ương đoàn và nguồn vốn theo Nghị quyết 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng cho 29 đoàn viên thanh niên vay. Dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ngoài các quy định mới về điều kiện hưởng lương hưu, dư luận quan tâm đến nhóm được kéo dài tuổi nghỉ hưu, trong đó các chức danh nghỉ hưu ở tuổi cao hơn gây nhiều băn khoăn. Làm việc thường xuyên trong xưởng cơ khí, vấn đề về thính giác và các bệnh liên quan đến khói bụi, hàn cắt đều xuất hiện ở nhóm lao động này. Trong môi trường tiếng ồn lâu năm, chưa kể thường xuyên hít vào bụi, khí cắt, nếu không nghỉ hưu sớm để phục hồi, rất có thể họ sẽ có tuổi già sống chung với bệnh tật. Tiếng ồn rồi các tác động bên ngoài cũng không tốt lắm. Tôi nghĩ là chắc là trong cái nếu mà kéo dài đến cái tuổi 60 thì bởi vì công việc của chúng tôi nó là công việc nặng, cho nên là chắc cũng không thể duy trì đến lúc 60 tuổi để làm được cái công việc đấy. Theo các chuyên gia, quan điểm khi xây dựng luật cho phép người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là để tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, việc xem xét tăng tuổi nghỉ hưu cần có tiêu chí về năng lực chuyên môn, sức khỏe, công việc, chứ không phải cứ dựa trên vị trí lãnh đạo. Bởi đây là vấn đề liên quan đến quy hoạch cán bộ, thậm chí có ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của nhóm lao động trẻ hay không. Đối với những cái ngành nghề lĩnh vực mà với người cao tuổi tiếp tục có thể phát huy được cái khả năng, cái trí tuệ, cái công việc của họ, nhất là trong cái lĩnh vực lao động trí óc. Cái thứ hai nữa, đấy phải là những người thực sự là có uy tín và có năng lực thực sự. Tuy cao tuổi, thế nhưng mà nếu mà không còn cái uy tín, không có năng lực thì tôi nghĩ là chúng ta cũng có thể là phải kết thúc. Cái thứ ba nữa, chúng ta cũng phải lưu ý đến ngành, lĩnh vực mà để đào tạo cái nguồn nhân lực đấy là rất là khó khăn. Cơ bản thì dựa trên tiêu chí là đánh giá cái điều kiện làm việc, các yếu tố môi trường lao động tác động đến con người ở trong các cái điều kiện và bối cảnh sản xuất và cái trình độ công nghệ, cũng như là các cái điều kiện chăm sóc sức khỏe của người lao động. Thế thì những cái điều kiện đó nếu như tác động xấu với sức khỏe, rồi có những thời kỳ thì những cái điều kiện lao động mà có cái trình độ công nghệ thấp thì nó tác động trực tiếp đến người lao động, ví dụ như các yếu tố về hóa chất, các yếu tố vật lý như tiếng ồn, ánh sáng hay là bụi, vân vân. Cũng theo các chuyên gia, chính vì dự thảo nghị định chưa thật cụ thể, có thể dẫn đến hiểu lầm là chỉ nâng tuổi nghỉ hưu cao hơn với các chức danh, chức vụ lãnh đạo. Vì vậy, chỉ khi bảo đảm các nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định thì sẽ không ảnh hưởng đến ý chí phấn đấu của người khác. Đồng thời, nếu bỏ qua không tận dụng người lao động có chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm, tâm huyết thì lại là một sự lãng phí đáng kể. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh. Theo tờ trình của Chính phủ, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được nâng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng một tháng. Người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng một tháng. Với phương án nêu trên, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ làm giảm mức điều tiết thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với tất cả các đối tượng nộp thuế. Chính phủ cho biết sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức giảm trừ mới. Đồng thời, việc điều chỉnh sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 10.800 tỷ đồng một năm. Chính phủ đề xuất mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng sau kỳ tính thuế năm 2020. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 588 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con. Điều này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Phóng sự sau ghi nhận ý kiến của người dân xung quanh nội dung này. Đa số ý kiến đều đồng tình về chính sách khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Nam nữ nên kết hôn trước tuổi 30 là rất đúng, bởi vì khi mà mình kết hôn trước tuổi 30 thì cái độ tuổi sinh đẻ nó sẽ tốt hơn. Thì bản thân em rất là đồng tình về ý kiến đấy.
Bởi vì là kết hôn trước 30 tuổi sẽ giúp cho mỗi người chúng ta trở nên chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn. Cũng có ý kiến cho rằng nếu kết hôn quá sớm, suy nghĩ chưa chín chắn, các cặp đôi có thể chưa tìm được một người thực sự phù hợp với mình. Song hôn nhân không phải càng muộn càng tốt mà phải phù hợp với các yếu tố trong độ tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ. Có một số người có họ trưởng thành sớm thì họ có thể kết hôn trước 30 tuổi để họ có ổn định gia đình, họ có mục tiêu, có ý chí để làm việc, để vươn lên, để nuôi sống gia đình hay là một ý chí gì đấy. Một bộ phận trong xã hội là các cháu nó cứ quan niệm là khi mà thành công trong công việc thì mới xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng mà thực tế ra là trên cái tuổi 30 thì nhiều cháu là nó cũng cái việc sinh nở nó rất là khó. Bởi vậy cho nên là cái quyết định của chính phủ là tôi hoàn toàn ủng hộ với các cháu là sinh nở dưới tuổi 30 thì các cháu nó khỏe mạnh thì đảm bảo cho cái thế hệ tương lai của chúng ta là ngày càng tốt đẹp. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng độ tuổi tốt nhất để sinh con của phụ nữ là trong khoảng từ 20 đến dưới 35 tuổi. Thai kỳ khỏe mạnh hay không thì có vai trò rất quan trọng đối với việc hình thành và phát triển thai nhi. Đương nhiên là khi mà sức khỏe tốt thì thai kỳ sẽ khỏe mạnh. Do vậy, phụ nữ dưới 35 tuổi khi sức khỏe tốt thì thai kỳ bao giờ cũng khỏe mạnh hơn những người phụ nữ mang thai khi trên 35 tuổi. Nếu phụ nữ lớn tuổi mới kết hôn và sinh con sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ gặp biến chứng trong thai kỳ. Nguy cơ cao, sinh con bị dị tật bẩm sinh do thiếu, thừa hay tổn thương nhiễm sắc thể tăng lên. Đối với phụ nữ từ 35 đến 40 tuổi thì cái cơ thể của mình, cái trao đổi chất nó giảm và cái khả năng ổn định đường huyết cũng giảm theo tuổi. Cho nên 35-40 tuổi thì phụ nữ mang thai sẽ mắc khả năng tiểu đường thai kỳ cao hơn những người ít tuổi hơn. Phụ nữ 35-40 tuổi thì khả năng sinh non này, đẻ thiếu tháng này, trẻ nhẹ cân này và dạ dày sẽ cao hơn những người trẻ tuổi, sẽ có nhiều hơn những cái ca mắc nhau tiền đạo này, cơn co tử cung yếu hoặc không có, hoặc suy tim thai. Cái những trường hợp như vậy nó tác động đến cái quá trình sinh nở của người phụ nữ, và những cái lý do đó làm cho bác sĩ thường chỉ định mổ cho phụ nữ lớn tuổi hơn. Việc khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi hoàn toàn có căn cứ khoa học, đem lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe cũng như tinh thần cho các cặp đôi, góp phần nâng cao chất lượng dân số và hạnh phúc mỗi gia đình. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Theo đó, công tác thanh tra kỳ thi năm nay sẽ được tăng cường. Thanh tra kiểm tra của 3 cấp bộ, tỉnh, sở được thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi, tại các hội đồng thi, điểm thi, phòng thi của địa phương. Để việc thanh tra của 3 cấp không trùng lặp, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ để chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra tỉnh tổ chức đoàn thanh tra kiểm tra trong từng khâu của kỳ thi phù hợp. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ huy động cán bộ giảng viên đại học có đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong công tác thi, tham gia hoạt động thanh tra kiểm tra thi ở địa phương. Đặc biệt, Bộ còn có bài test cho đội ngũ thanh tra. Chỉ những cán bộ công chức viên chức đạt yêu cầu qua các bài test mới tham gia các đoàn thanh tra kiểm tra. Theo thông tin từ Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay số người sử dụng ma túy ở nước ta có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa, trong đó có những người dưới 18 tuổi. Nhằm hỗ trợ người nghiện ma túy, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị cai nghiện, trong quá trình góp ý cho dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đề xuất các cơ quan chức năng khuyến khích người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiến hành cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng và các cơ sở cai nghiện. Trong trường hợp người nghiện ma túy ở độ tuổi này không cai nghiện tự nguyện thì sẽ được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để điều trị ở khu vực riêng, phù hợp với lứa tuổi. Trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách đưa người cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện đảm bảo các quyền của trẻ em theo quy định của hệ thống chính sách pháp luật hiện hành. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.